Cấy vi chất tái sinh là công nghệ sử dụng ma trận siêu vi điểm, tạo kênh dẫn hoạt chất tế bào sinh học điều trị vào sâu bên trong da, với công dụng thay thế các tế bào già cỗi bằng những tế bào nguyên sinh có khả năng tái tạo, chữa lành các mô bị hư hỏng và tăng cường lượng collagen cũng như là elastin, đồng thời đưa những dưỡng chất tăng trưởng có chứa thành phần như EGF, HA, FGF vào sâu bên trong mô sẹo, giúp cung cấp dưỡng chất từ bên trong phục hồi sẹo, điều trị các vấn đề về nám, tàn nhang, thâm mụn lên đến 90%. Cấy vi chất tái sinh ngoài ra còn có mục đích kích thích làm đầy mô da, tái tạo cấu trúc da, mờ nếp nhăn trên da, ngăn ngừa lão hóa da, làm phẳng sẹo rỗ, lồi lõm, xe khít lỗ chân lông to, phục hồi những sắc tố da, giúp cho da chúng ta trắng sáng và căng bóng hơn. Và bên cạnh đó còn giúp phục hồi tổn thương của da do sử dụng các phương pháp bông lột như là thuốc rượu, thuốc bắc, kem trộn, v.v. Đặc biệt khách hàng sẽ được trực tiếp theo dõi và điều trị bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, cam kết điều trị rút ngắn gấp 10 lần. Với thiết bị công nghệ tiên tiến đến từ Hoa Kỳ, được FDA và CE mark tiêu chuẩn châu Âu đánh giá cao, thẩm mỹ viện Ula đảm bảo chỉ sau 60 phút bạn sẽ sở hữu một làn da đẹp ngút ngàn, trút mọi nỗi lo.